Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình có làm một cái bậc để cho xe máy chạy lên cái bậc thềm anh chị. Đây là sẵn tiện đây thì mình cũng chia sẻ đến tất cả anh chị và các bạn cách mà mình sẽ sử dụng máy mít ha. Máy mít có khí nha anh chị ơi. Để mình hàn cái bậc thềm này. Thì cái bậc này hiện tại của mình là mình sử dụng V4 dày nha. V4 này của mình là một cây 6m là đâu trên tầm khoảng 13 kg. Thì anh chị cũng đã biết rồi, đối với những cái vật liệu mà sắt dày như thế này, nếu như mà chúng ta sử dụng máy hàn que á, đây là cái máy hàn que của mình, thì hồi nãy thì mình cũng có chấm máy bon để cố định những cái thanh sắt này của mình bằng máy hàn que rồi. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng máy hàn que hàn cái bậc này thì nó khá là dễ rồi ha. Nhưng mà clip ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái máy mít á để mình hàn. Và anh chị cũng biết rồi, khi mà sử dụng máy mít hàn mà đối với những vật liệu dày như thế này thì làm sao mà mình có thể đạt được cái độ ngấu cao nhất nè, và cái mối hàn của mình nó đẹp. Thông thường thì đối với những cái vật liệu dày như thế này, nếu như mà chúng ta sử dụng máy hàn mít mình hàn á thì dính thì có dính đó, nhưng mà cái việc mà cái độ ngấu của mình á, nếu như mà mình không có biết cách mà mình chỉnh cái máy của mình để làm sao mà cho nó đúng á, thì nó sẽ không có độ ngấu cao nha. Thì đối với những cái vật liệu dày như thế này thì bây giờ mình sẽ qua cái máy của mình đi. Đây, bây giờ trước khi hàn thì chúng ta sẽ chỉnh dòng hàn ra cái nha anh chị ơi. Đây là cái dòng hàn của mình nè. Cái vô nè, là cái dòng hàn nè. Hiện tại thì mình sẽ để ở mức độ 3 ha. Và đối với cái này là tốc độ ra dây. Tốc độ ra dây thì mình sẽ cho lên tới 5 nha anh chị. Đối với vật liệu mà càng dày á, thì cái tốc độ ra dây của mình sẽ càng lớn. Anh chị lưu ý giúp mình chỗ này nha. Tốc độ ra dây của mình sẽ lớn hơn so với dòng hàn. Rồi qua bên đây. Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hàn đi. Mà trước khi hàn thì anh chị lưu ý giúp mình, đó chính là những cái mối hàn mà chúng ta sử dụng máy que để mình hàn á, thì nó sẽ có những cái sỉ hàn. Những cái sỉ hàn này nè. Đó. Thì trước khi mà hàn thì anh chị nhớ gõ hết những cái sỉ hàn này ra nha. Bởi vì nếu như mà chúng ta mà sử dụng máy mít đó mình hàn á, thì nó sẽ bị đội mấy cái sỉ hàn này lên nè. Và cái mối hàn của mình nó sẽ xuất hiện những cái lỗ bọt nha. Thì mình cũng lưu ý với tất cả anh chị ở cái điểm đó thôi. Clip ngày hôm nay của mình thì chủ yếu là sẽ chia sẻ đến với những anh chị nào mà lần đầu tiên mà chúng ta tiếp cận đến với máy mít thôi nha anh chị. Còn những anh em thầy thợ thì có thể bỏ qua video clip này hôm nay giúp mình. Bây giờ thì mình sẽ hàn bằng hai cái phương pháp nha. Đầu tiên thì mình sẽ hàn bon, và cái thứ hai nữa là mình sẽ hàn kéo. Nhưng mà đối với những cái vật liệu mà dày như thế này thì mình khuyên là anh chị nên chúng ta kéo nha anh chị. Mình kéo thì cái mối hàn của mình nó chắc chắn hơn. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành mình hàn nha. Rồi, sau khi mà mình vệ sinh mối hàn thì đây là kết quả của chúng ta nha. Đây là cái mối hàn mà mình sử dụng cái phương pháp hàn bon nha anh chị. Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ hàn bằng phương pháp đó chính là chúng ta hàn kéo nha. Rồi, đây là cái mối hàn mà mình sau khi mình vệ sinh xong ha. Thì đây là cái mối hàn mà mình sử dụng phương pháp hàn, đó chính là mình hàn kéo nha anh chị. Còn đây là cái mối hàn mà mình sử dụng phương pháp hàn, đó chính là mình hàn chấm, hàn bon. Thì đối với những mẫu sắt mà nó dày như thế này á, mà chúng ta sử dụng máy mít để mình hàn á, thì cái cách hàn thì nó cũng chỉ là gọi là tương đối thôi.
quan trọng nhất đó chính là cách mà chúng ta chỉnh máy ha. Anh chị lưu ý giúp mình một điểm thì đầu clip mình cũng có nói rồi, đó chính là đối với những mẫu sắt dày á, thì cái tốc độ ra dây của mình lúc nào nó cũng phải cao hơn cái dòng hàng nha anh chị. Rồi clip của mình có thể là sẽ kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video clip của mình nha.